Một đề xuất thứ hai của tôi, bậc minh triết là người hoàn toàn mở với cái vốn là vậy của mọi sự vật, thường xuyên tiếp cận được đến chúng. Ngược lại, kẻ nào sa vào thiên vị, để cho tâm trí mình biến thành một quan điểm riêng, thì sẽ đánh mất minh triết. Đối với Trang Tử, nhà tư tưởng lão học thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, cũng vậy, bậc minh triết là người không có quan điểm cố định, luôn dừng lại và ông ta có thể gọi là quan điểm của mình. Chính ông, trong thời cổ đại Trung Hoa, chỉ ra rõ ràng hơn cả do đâu mà những sự chia tách các quan điểm đó đã khiến người ta không nhìn ra được cái tổng thể của đạo. Ông bảo người ta đánh mất minh triết là do cái mà ông gọi là một đầu óc đã thành, cũng giống như ta nói một đầu óc thành kiến cũng như, khi ta vừa nhận được nó ta giữ đến tận cùng cái vật đã thành về ta, không thể biến đổi được nó, và như vậy, khiến cho mình luôn bị hạn chế. Bởi vì, do sự thành này mà tước mất đi của mình mọi sự thành có thể khác, nó khiến ta nhìn nhận sự vật bị lấp kín ở đó. Vậy nên, nhà tư tưởng lão học cho rằng, khi một định hướng đã hình thành trong tâm trí ta, thì cái thế giới mà tâm trí ta hội giác đông cứng lại và nghèo nàn đi, cho nên, như chúng ta đã nói từ đầu, bậc minh triết không để cho hình thành trong tâm trí một nếp gấp nào hết. Triết học cổ điển của chúng ta cũng nói rằng mọi xác định đều là phủ định, nhưng nhà tư tưởng lão học đã đẩy cái lộ vịt ấy đến cùng cực, ông phóng chiếu nó lên cuộc sống, ngay khi một sự vật nào đó vừa xảy đến, thì nó đã đến theo một cách nào đó, chứ không phải theo cách khác, và cái cách ấy đã loại trừ các cách khác, kẻ đã chấp nhận một quan điểm nhất định nào đó tức là đã tự đóng mình lại đối với các quan điểm khác. Chúng ta gọi đó là một quan điểm, và quả đúng là một điểm, thực sự là như thế này hoặc như thế kia, và cái ấy, sự vật, được nhìn nhận từ cái đã tương đối bất động như vậy. Mở ra một phối cảnh, nó vùi lấp mất. Ta nhìn từ quan điểm này, nó khiến ta không biết cái ấy sẽ được nhìn như thế nào từ các điểm khác. Cái sai của quan điểm là nó đưa ta ra ngoài tính di động của sự vật, giăng mở chúng ra như một phong cảnh, vừa cho ta nhìn về một hướng nào đó, do cái quyền bá chủ tự phong của nó, bằng cái kiểu trồm ra của nó cố định và xác định một phạm vi. Nhà bình chú Trung Hoa, Thanh Huyền Anh, bảo rằng, nó đóng lại và hạn chế các khuynh hướng, của chính ta cũng như của các sự vật, và, bị sa lầy vào đó và bám chặt vào đó, ta mắc vào cái chỉ còn là một cách nhìn thiên vị, chấp nhất ra chi thiên kiến. Như Mạnh Tử cũng đã nói, ta bám vào đó, một khi đã bị gắn chặt vào đó và biến thành của riêng, cái nhìn thiên kiến đó trở thành tư tưởng của một trường phái. Chính từ cái tâm trí đã thành, trọn vẹn đó, sẽ nảy sinh sự phán xét về chân lý. Vì, một khi đã chấp nhận một khuynh hướng riêng, nó sẽ dựa theo đó mà quyết định dứt khoát cái đúng và cái sai, tùy theo. Coi có phải là cái ấy hay không phải là cái ấy, là đúng như vậy hay không đúng như vậy. Chính từ sự hình thành tâm thế đó của chúng ta, tự lập cho mình một quan điểm riêng, và mỗi người tự coi mình là một bậc thầy của quan điểm đó, đã nảy sinh sự tách biệt không dứt của các lối phán xét, hay, bám sát các từ ngữ hơn để nói cho chính xác hơn, khi đã có một khuynh hướng nhất định của tâm trí, thì bất kể thế nào, ắt nó buộc phải có những sự tách biệt. Nhà tư tưởng lão học nhấn mạnh rằng thậm chí sẽ là mâu thuẫn nếu nghĩ ta có thể quyết định dứt khoát về cái đúng và cái sai, khi ta, chưa, có tâm trí đã thành, trong khi, theo chiều ngược lại, một khi đã thành, thì tâm trí chỉ có thể thao tác theo thế đôi ngã, đúng, sai, thiện, ác, và hoặc chỉ có thể bảo có cái này hoặc chỉ có thể có cái kia, sẽ mất đi sự cùng tồn tại của các đối lập mọi sự trở thành tương phản do sự tách biệt trong khi chính nhờ có sự cùng tồn tại của các đối lập, đó. Mà tính cố kết của thực tại mới được duy trì. Và nhà tư tưởng lão học hỏi, đạo, làm sao có thể bị che khuất đến mức có cái đạo thật và cái đạo giả? Lời. Làm sao có thể bị che khuất đến mức có thể thao tác thế này hay thế khác? Bởi, đạo, ta có thể đi đâu để cho nó không phải là ở ngay đấy? Và lời, nó có thể ở đâu để cho nó không thể là chính đáng? Như nhà bình chú, Quách Tượng, đã nói một cách ngắn gọn, đạo có mặt ở mọi chỗ, cả ở chỗ người ta cho là giả cũng như ở chỗ người ta cho là thật, cho nên chẳng có thật mà cũng chẳng có giả, sự chia tách ấy là giả tạo, lời nói cũng vậy. Bao giờ cũng là chính đáng nghĩa là bao giờ cũng có một quan điểm nào đó theo đấy nó có thể được chấp nhận, và ta không thể dứt khoát đem đối lập cái là như thế với cái không phải là như thế. Do sự che khuất cái toàn thể, dù đó là đạo hay là lời, đã nảy sinh ra những sự tách biệt chúng chỉ còn giữ lại được mỗi một phía. Hoặc, nói ngược lại, khi ta từ bỏ được các tách biệt, thì ta sẽ đạt được đạo. Rằng đạo không ở riêng về một bên nào cả, ta sẽ nhận ra rằng đạo không thiên về đâu hết. Nó là cái không quay lưng lại với bất cứ cái gì. Qua đó ta không đánh rơi mất bất cứ điều gì. Nhà tư tưởng lão học nói tiếp. Đạo bị che khuất trong những cái thành nhỏ bé và lời bị che khuất trong sự nở rộ của các cuộc tranh luận. Nếu bảo rằng đạo bị che khuất trong những cái đã thành nhỏ, đạo ẩn ư tiểu thành, ấy là bởi bao giờ cái đã thành cũng chỉ là nhỏ, vì, mọi cái đã thành, vừa đến, đã là phủ định,
cũng tức là nói giảng đạo không ngừng bị che khuất dưới những khuynh hướng chật hẹp, và do vậy đã bị giảm nhiễm, chúng khiến cho một tâm trí định hình và tự biến thành quan điểm riêng. Còn lời nói, thì nó bị che khuất vì người ta ham muốn nổi bật lên khi ganh đua trong các cuộc tranh luận, hoặc người ta tán thành hoặc người ta phản đối, mỗi người khẳng định cái người khác chối cãi và chối cãi cái người khác khẳng định, các nhà khổng học chống lại các nhà mặc học, các nhà lao học bảo. Vậy, và các nhà mặc học chống lại các nhà khổng học và tranh luận chẳng bao giờ kết thúc. Hay thay vì soi sáng thực tại, cuộc tranh luận giữa các trường phái lại khiến nó bị che khuất đi. Bởi, thay vì bám sát cái sẽ được coi là chân lý, như cuộc tranh chấp mong muốn, sự đối lập che khuất mất tính thống nhất cơ bản của chúng, các trường phái ấy, khiến chúng không thể hiểu được nhau. Trong khi các lập trường khác nhau, thậm chí ngược nhau đó, về cơ bản đều ngang bằng nhau, khái niệm tệ bởi tất cả chúng đều là chính đáng theo một quan điểm nào đó, cái quan điểm mà, mỗi lần, một tâm trí đã thành đã sinh ra. Nếu tranh luận triết học khiến ta càng đi xa minh triết, ấy là vì nó buộc ta phải chọn giữa lập trường này hay lập trường kia, bởi chúng loại trừ lẫn nhau, tùy thuộc vào các tách biệt được thực hiện, trong khi minh triết, như ta đã thấy từ đầu, chủ trương giữ cho tất cả các lập trường ngang bằng nhau, như người ta vẫn thường nói, bậc minh triết là người biết nhận ra rằng. Theo cách của mình, mỗi người đều có lý tùy thuộc theo cái họ nhìn thấy từ quan điểm của họ. Bởi chắc chắn là mỗi người có thấy một điều gì đó hay làm sao một ai đó lại chẳng hề nhìn thấy gì cả. Song, cái điều mọi người nói chung chỉ dừng lại ở mức cảm thấy, mà không thật sự xác định cho rõ rệt, thì nhà tư tưởng lão học quyết định minh chứng cho nó. Chính nhân vật chúng ta vừa mới bắt đầu nhắc đến trên đây, Trang Tử, là tác giả một chương, bàn về sự bình đẳng của các sự vật và các diễn từ, hay diễn từ về các sự vật, Tề Vật Luận. Qua đó ông muốn chứng tỏ rằng mọi diễn từ đều có giá trị như nhau và cuộc tranh luận giữa các trường phái kịch phát hồi cuối thời cổ đại chẳng có lối ra. Càng cần phải theo dõi kỹ hơn nhà tư tưởng này, bởi chính ông đã biết rất rõ cuộc tranh luận ấy giữa các trường phái, ông nắm rõ các phương sách biện bác mà các nhà mặc học triển khai, chính ông có liên quan với các nhà ngụy biện, như Huệ Thi. Ở phương Tây, ông thường được coi thần bí, nhưng thật vội vàng khi đem cái siêu hình học của chúng ta mà gán cho ông, và chỉ là để cho tiện. Mọi so sánh với Đà Mã Si Cật hay thầy Hệt Khạc, dẫu rất ấn tượng do sự giống nhau của các công thức và các hình ảnh, mà các công thức, và thậm chí cả cái tưởng tượng của chúng ta, thì thật hạn chế, đều là trên bên, bởi nhà tư tưởng lão học không hề đặt vấn đề về bản thể cũng như về Thượng Đế, và nếu đạo có bị che khuất dưới sự xé lẻ của các quan điểm, thì đạo tự trong chính nó không hề lui về hay ẩn khuất, ngược lại với một điều bí ẩn, nó phơi bày như một hiển nhiên mà chỉ những sự tách biệt của ta ngăn ta đạt đến được. Hoặc nữa, người ta coi ông là người phi lý, nhưng như vậy là không tính đến mối bận tâm biện luận riêng của ông, đồng thời lại bám vào một quan niệm quá ư chật hẹp về lý tính, chỉ còn thu lại trong nguyên lý về mâu thuẫn. Bởi lập trường của ông, xuyên suốt, có sự gắn bó chặt chẽ và không đòi hỏi một trải nghiệm riêng biệt, hay thậm chí ưu tiên nào, và nếu quả. Tự đứt gãy về bình diện trong tư tưởng của ông, để buông bỏ đi cái nhỏ bé của các quan điểm riêng, thì không hề vì thế mà có chuyện biến thành đức tin, ông không hề viện đến một thế giới nào khác. Không khiến ta quy theo bất cứ điều gì. Và chính bằng cách không khiến ta quy theo bất cứ điều gì, thậm chí không khiến ta quay sang bất cứ cái nào, bất cứ hướng nào, không dắt dẫn ta đến bất cứ quan điểm riêng nào, mà ông làm cho ta nhận ra thế nào là đạo, nó ở trong mọi thứ, ở khắp nơi bởi bao giờ cũng có cái đứng vững mà ta cứ không ngừng tách biệt nó ra và hạn chế nó lại. Vậy nên chính ở ông, vì ông đi đến tận cùng, song vẫn luôn có thể tiếp nhận được đối với triết học, ta có thể đọc ra được rõ hơn cả cái phản triết học có thể dùng làm nền tảng cho mình chứ ấy. Bà cho nên chớ xem cái cảnh suy sút này như một thiên đường đã bị đánh mất. Người đời xưa, trí của họ đã tới được chỗ rất mực. Đến đâu là rất mực? Có người cho rằng bắt đầu chưa hề có vật gì, thế là rất mực rồi. Thế là hết rồi, không thể hơn được nữa. Thứ nữa cho là có vật rồi, nhưng bắt đầu chưa từng có đối phương. Thứ nữa cho là có đối phương, nhưng bắt đầu chưa từng có phải, trái. Phải, trái mà rõ rệt, ấy đạo sở dĩ hỏng vì thế. Đạo vì thế hỏng. Ham mê vì thế gây nên. Qua hình ảnh về một thời đại vàng son của nhận thức, trí, hay của trải nghiệm, ông đưa ta ngược trở về chốn thượng nguồn nơi còn chưa có sự phán xét phân liệt. Còn nhà tư tưởng lão học, thì ông bước xuống từng bước một cái phả hệ ấy, khởi đầu, rất mực, chỉ đơn giản có sinh tồn, được quan niệm như là cái vốn không tách biệt, và chưa có gì tách ra khỏi đó cả, rồi sinh tồn được đặc thù hóa, có đối phương, nhưng còn chưa bị chia tách ra, để có cái này và cái nọ, rồi sinh tồn bị tách biệt, nhưng còn chưa có loại trừ nhau. Hoặc cái này hoặc cái kia. Đến cuối cuộc phân định từng bước đó, cũng tức là một bước xuống cấp của minh triết, xuất hiện sự tách biệt, nó là kết cục tất yếu của một tiến hóa cứ dần dần đưa ta ra xa cái. Năng lực giữ được toàn bộ hiện thực trên cùng một mức độ đồng đều. Thực tế, nhà tư tưởng lão học không lên án bản thân vật là hao huyền,
mà lên án sự xé lẻ sẽ đưa đến chỗ dành ưu tiên cho một phương diện này và gây thiệt hại cho một phương diện khác, bởi sự tách biệt trong phán xét ấy đi đối với cái đã thành của một ưu ái, và cái đã thành ấy thể hiện một thiếu hụt của đạo soi sáng một phương diện đi đôi với làm mờ tối một phương diện khác, thị phi chi chứng giã, đạo trì sở dĩ khuy giã. Từ đó ta trở lại với phương trình, đã thành là một sự đánh mất, và mọi sự cá thể hóa đều là tước bỏ. Từ đó mà có lựa chọn, hoặc ta chọn khiến cho, cái ấy, đến, song cùng lúc biết rằng có sự mất đi. Như người nhạc công, chiêu văn, chơi đàn tỳ bà, khi gảy lên âm thanh này hay âm thanh nọ, anh ta đã đánh mất tất cả các âm thanh khác. Hoặc ta giữ không khiến cái gì đến cả và ta cũng không mất gì hết, người nhạc công từ chối không chơi và hòa âm còn mãi lặng im. Tất cả các âm thanh đều được chứa trong ấy, trên cùng một bình diện, cái nền của lặng im, không một cái nào bật ra, không cái nào được ưu ái cũng chẳng cái nào bị loại trừ. Như nhà bình chú, quách tượng, phân tích. Ta không thể tạo ra tất cả các âm thanh. Dù khi chơi đàn hay khi thổi sáo, dẫu ta có bao nhiêu bàn tay, ta vẫn bỏ rơi mất rất nhiều âm thanh. Kẻ chơi nhạc muốn làm cho các âm thanh vang lên. Nhưng khi các âm thanh vang lên, thì đồng thời các âm thanh khác cũng bị bỏ rơi, trong khi nếu ta không làm vang lên âm thanh riêng nào cả, thì âm thanh được vẹn toàn. Nói cách khác, phát lên một âm thanh, chọn âm này hay âm khác, cũng tức là thực hiện một sự tách biệt, và cũng như khi từ chối không phát lên âm thanh nào cả, thì âm thanh được toàn vẹn, khi ta từ bỏ các tách biệt, mọi sự sẽ được toàn vẹn. Cũng như bằng chính sự im lặng của mình mà bậc minh triết khiến ta thấy được cái hiển nhiên, ở đây còn nói rõ rằng, thay vì nhà ngụy biện, ngồi dựa lưng vào cây cỏ dầu mà tranh cãi, thì âm nhạc cũng theo đúng lộ gịt như. Vậy, bằng sự lặng im của mình và chẳng hề thần bí khiến ta nghe được đạo, điều sáo mòn của tư duy Trung Hoa và chẳng hề là nghịch biện, ngợi khen tính đạo. Và quy chiếu về âm nhạc, như ta sẽ thấy, không chỉ là một lối minh họa, vì không có bản thể học, như trong trường hợp ở Trung Quốc, và do vậy không có đối tượng thật sự của diễn tử như là vật tự nó, chẳng còn phương cách nào khác hơn là phải viện đến một ngôn ngữ gián tiếp của cái mà ngày nay chúng ta gọi là thẩm mỹ học. Ở đây, là thẩm mỹ học về tính đạo, và cả khi cái cảm tính ở đấy bị rút đến cùng cực, để đưa đến chỗ ngộ ra.